Chúng ta làm một câu đề được trích trong đề thi học sinh giỏi một có huyện Tân Phú, huyện này như ở Đồng Nai sao? Năm học 2012-2013. Đề cho như sau. Một hợp chất có công thức, ở đây là dạng tinh thể nha. Từ chất đó có những phương pháp nào để điều chế ra được đồng? Phương pháp nào thu được đồng tinh khiết hơn cả? Bạn nào cứ tưởng làm bài này nào. Cho tinh thể đó tác dụng với HCl rồi cô cạn rồi điện à, không cô cạn điện phân dung dịch luôn ạ. Đầu tiên là cho tinh thể đó tác dụng với HCl, đúng không? Sau đó lấy cái dung dịch thu được. Chúng ta đi điện phân hả? Dạ vâng. Ok. Thì khi đó chúng ta thu được đồng đúng không em? Vâng ạ. Dạ Rồi còn đúng. cách nào khác nữa không? Dạ em nghĩ là mình nung nó lên mà thầy. Hả? Nung Dạ lên. em nghĩ nung lên. Rồi sao nữa? Dạ rồi sau đấy mình cho nó qua H2 nóng. Rồi. Nung lên thì chúng ta biến thành CuO, lấy chất rắn đó cho qua hydro thì thu được đồng. Hai cách. Rồi, cái nào nữa? Đồng chúng ta có hai cái điều chế em nha. Em hãy nhớ cái thầy điều đó được. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là chúng ta sẽ biến thành muối đúng không? CO gì à? SuCl2 sau đó điện phân đóng chảy. Điện phân dung dịch. Cái thứ hai là biến thành CuO. Sau đó gì? Khử bằng H2 Cứ bằng nha, khử H2, bằng ok. H2 Chúng ta không khử bằng CO hoặc là bằng Al em nha, bởi vì cực kỳ độc. Và chúng ta nếu khử bằng nhôm là vô lý nhất. Rồi, hai cách đều được em. Rồi, nhưng mà nếu được lựa chọn, bạn sẽ lựa chọn cái nào? Người ta kêu là có những phương pháp nào điều chế được đồng thì chúng ta đã nêu được hai phương pháp rồi. Theo hai phương pháp đó theo bạn thì cái nào nó sẽ là ưu điểm nhất? dạ theo em nghĩ là cách của bạn đang là sai. Vì sao vậy? Dạ do em nghĩ cái của em nó nung lên thì nó có thể dễ bị cái hiệu sơ xuất của nó không có đạt 100% mà thầy. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ nếu mình dùng cái phương pháp kia ha thì sao em? Nếu mình dùng phương pháp điện phân nóng chảy á, thì nó sẽ thu được đồng tinh khiết là đúng rồi. Còn nếu mà mình dùng khử hydro á thì bạn biết là phần này rất khó xảy ra bởi vì nó cần cung cấp nhiệt độ liên tục. Và trong quá trình mà chúng ta điều chế ra đồng á thì có thể lẫn CuO nữa. Thế thôi. Hiểu vấn đề không em ơi? Và nó phụ thuộc vào nhiệt độ nung này em nha. Điện phân nóng chảy thì nó sẽ phụ thuộc vào dòng điện thôi, dễ hơn. Rồi, cái kiến gì không em ơi? Dạ không thầy ơi. Đăng kiến gì không Đăng ơi? Không ạ. Rồi. Nếu mà các bạn không có kiến gì nữa thì thầy xin phép dừng câu hỏi này lại đây nha.